Nên cái thác này á, theo truyền thuyết người xưa á, là người dân ở đây họ nói rất là thiêng liêng. Người dân họ đây họ kể lại rằng khi mùa suối lớn, thác nước đổ chảy dài khoảng tầm đại 50 mét từ bên đây qua bên kia, và đã có từng một con voi 5 tháng tuổi rớt xuống đây nhưng mà không chết. Action. Mời chú Tấn. Nhân dịp hôm nay mấy anh em ở dưới thành phố lên Tây Nguyên chơi thì mấy anh em tổ chức đi bức thức trong thác để mà anh em tổ chức nhậu cho vui. Rồi xin mời mấy anh em nâng ly. Rồi cũng xin mời anh em bạn bè lên Đắk Nông mà vô thác để mà đi du lịch. Dạ. Cũng xin đại diện cho nhóm xin gửi lời cảm ơn tới chú và tất cả các anh em đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ trong cái chuyến du lịch này. Vâng, mời các anh em nâng ly. Bác sản của người Mơ Nông nữa các bạn. Ba tên và lá bét đó, rau rạch, nấu với mì đó các bạn, món đặc sản của người Mơ Nông. Rau nhiếp, không ý là cái này nó tới 4 tên là bét, rất là ngon. Rau nhiếp nè, rau ranh nè, rất là tuyệt vời khi mà dùng những cái món đặc sản của Tây Nguyên các bạn. Cũng giống như An Giang của mình á, An Giang mình là rất là nhiều rau, rau bét nè, rau nhiếp nè, cũng là nó luôn đó các bạn. Rau nhiếp, đâu ranh, lá bét cũng là một đó, rất là tuyệt vời nha các bạn. Nem dưa vải. Hôm nay có cái dịp đến Đắk Nông và được các anh em chú đãi những cái món đặc sản của cái vùng Tây Nguyên nha các bạn. Rất là tuyệt vời. Mừng năm mới đi. Anh Rắc. Anh Tu Hà. Xe Tu Hà. Đó thì mình mời quý vị và các bạn cùng mình nâng ly nhé. 1, 2, 3 vô. Qua cho ba rượu rất là xanh. Ở cái vùng rừng núi mà mình dùng thịt rừng, những cái món đặc sản của Tây Nguyên đó các bạn, và dùng với rượu rất là tuyệt vời các bạn ơi. Thì mình nghĩ là nếu mà các bạn có cái dịp á thì hãy đến Đắk Nông và đi vào những cái vùng khác của người dân tộc để thưởng thức và chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của quê hương nha các bạn. Nói chung là nhờ duyên với thầy mới có phải không? Có cái món này nhờ cái duyên gặp thầy của anh em, và đây là kỹ sư Trần Minh Quang. Rồi. Là cái người thầy cũng như là hướng dẫn mình trong cái việc mà làm MMO đó. Rồi, rồi. Thì hôm nay rất là vui mừng được gặp kỹ sư Quang và gia đình và tất cả các anh em ở Đắk Nông đã nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ cho mình. Rất là cảm ơn các anh em. Dạ, tình mến khách của trên Tây Nguyên đối với miền Tây. Đối với miền Tây. Đối với miền Tây. Rồi xin mời. 2 3 vô. 1 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 vô. Tây, ở miền Tây thành phố Hồ Chí Minh lên chơi cho mình mới có dịp là được vô đây chứ. Dạ. Cảm ơn lại chứ. Cảm ơn. Mình quản lý ở đây. À, anh nói, giới thiệu một chút xíu về cái khu này. Đó. Giới thiệu một chút. Anh Minh là quản lý cái khu du lịch của thác Đắk Long nha các bạn. Mời anh Minh. Qua đó đi, qua đó. Nói đi. Dạ. Đây cái thác này là người ta gọi theo tiếng đồng bào á, gọi là cái thác Liên Rồ Lu. Cái thác nghỉ ngơi. Hồi xưa cách đây rất là nhiều năm, người ta đã phát hiện ra cái thác này và đã có buôn làng sống ở đây.
đó, chúng ta có một cái làng là hiện tại thì đã sống đây, nhưng mà hồi cách đây khoảng 60 năm cái thời mà Bắc thuộc á, họ đã di dân hết người ra ngoài cái Bon mà gọi là Bon Buôn và Bon AB hiện tại bây giờ. Đó, nên cái thác này á, theo truyền thuyết người xưa á, là người dân ở đây họ nói rất là thiêng liêng. Người dân họ đây họ kể lại rằng khi mùa suối lớn, thác nước đổ chảy dài khoảng tầm 50 mét từ bên đây qua bên kia, và đã có từng một con voi 5 tháng tuổi rớt xuống đây nhưng mà không chết. Đó, nên là cái thác này người ta người những người đồng bào ở đây này, họ nói có người đỡ ở đây cũng như là có người che chở cỡ đầu. Theo truyền thuyết xưa, người ta, những người đồng bào họ nói rằng cách đây có một cô gái, họ sống ở đây, họ buôn làng này và buôn làng kia, theo quy tắc thì họ không cho lấy nhau. Hai, nhưng mà cô gái và chàng trai họ rất là yêu nhau. Nhưng mà vì không đến được với nhau, cô gái đã đến đây tự tử. Cô gái đi trong rừng kiếm củi, mang theo một cái gùi. Nhưng khi đi cái gùi, cô gái nhảy xuống suối, nhảy từ cái đỉnh thác kia. Đó, cái đỉnh thác đó. Đó, các bạn thấy đó, thác rất là cao nha các bạn. Ồ, rất là cao của cái thác này là 60 mét. Ồ, rất là cao nha. Từ cái đỉnh thác đó. Đó. Khi cô gái bắt đầu lấy đà nhảy thì có một luồng gió đẩy cô gái lại. Cô gái được đưa đi nhảy như thế là 5 lần nhưng mà vẫn không thể nào mà nhảy xuống dưới thác được. Ồ. Cuối cùng cô gái mệt quá, cô gái đi về buôn làng mình nghỉ ngơi. Đến tối đến, cô gái mệt, cô gái đã nằm chim bao. Và có một ông thần, ông đã từng đã hiện lên và nói với cô gái rằng đây là nơi ta nghỉ ngơi. Đó. Cô không thể nào cô tự quyên sinh ở đây được. Đó. Cô có thể cô ghi khác nhưng mà đây là nơi ta nghỉ ngơi. Như là thanh tịnh ha, nơi thanh tịnh. Chính vì thế người ta mới gọi là cái thác này là thác nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Và cái tiếng đồng bào của người đây thì người ta gọi là thác Liên Rờ Lu. Liên Rờ Lu ha. Đó là cái truyền thuyết về cái nguồn thác, về cái thác này. Rồi, rất cảm ơn cái sự giải thích của anh Minh ha. Và xin rất mong là mọi người đến đây và chiêm ngưỡng cái thác này. Cái thác này rồi hùng vĩ nhất cái Tây Nguyên này. Độ cao của nó không có cái thác nào ở Tây Nguyên mà cao hơn cái thác này. Rất cảm ơn anh Minh nhiều ha. Có những cái thông tin bổ ích để những người ở xa đến biết anh. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Xin chào anh Minh ạ. Và mùa thu đến từ đây những đêm trăng thành đầy, mình không lẽ nói không ô sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Ta quen biết nhau.
cho anh giữ chặt nụ cười xinh xinh. Từ đây những đêm trăng thành đầy, mình không lẽ nói không ô sầu, nguyện cầu ta mãi bên nhau. Trong mắt xanh kia hương thơm và gió.